Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Giày Cao Gót của mình. Các bạn ơi, ở video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn những mẫu giày cao gót có quai rất là xinh. Thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu thêm cho bạn những cái mẫu giày cao gót có quai nhé. Đây là một mẫu giày cao gót chỉ cao 3cm thôi các bạn ạ, nhưng có phía quai phía sau đính những viên đinh. Mũi giày là mũi giày nhọn, bóng, chất liệu da mềm. Đôi màu trắng này cao 7cm đấy ạ. Có đính những viên ngọc, viên cổ chân. Nhìn rất là đơn giản mà đẹp. Mẫu màu xanh này chúng mình thấy là đó là những cái chiếc vẩy, giống như những chiếc vẩy xếp đan xen với nhau. Mẫu này chúng mình có thể kết hợp với quần jean hoặc là quần Âu. Nhìn mẫu này khá là sang trọng. Đây là một đôi đính đá tiếp này. Đặc biệt là trang bị thêm kết hợp với màu vàng, những viên đá vàng để tạo nên đường nét quyến rũ cho đôi giày. Một màu trắng tinh khôi. Màu trắng tinh khôi này thì lại đang sử dụng dây quai. Dây quai này chúng mình có thể là đi sử dụng hai cách. Đôi màu xanh này là màu xanh ngọc nhưng mà hơi phớt ngọc thôi. Chất liệu phía bên ngoài mình cảm giác như nó chỉ là những cái lớp vải. Nhìn đôi chân giày mềm mại hơn. Mẫu này thì hơi cầu kỳ một chút về cái cách đi, nhưng các bạn yên tâm, đấy là do các bạn nhìn thôi. Lần đi thì chúng mình vẫn có một chiếc cổ chân ở phía sau. Đôi giày được thiết kế với sự bám trụ tốt. Đây là một mẫu màu xanh. Trước mình đã xem cái mẫu màu hồng rồi. Mình đang xem đây là một mẫu được phủ vải ra bên ngoài, thiết kế vải màu be gót trụ. Thiết kế bằng nơ tròn như thế này thì không quá là mới mẻ. Chỉ có màu sắc và cái gót giày thì mới mẻ thôi.
Đây là một đôi màu trắng này. Đôi màu trắng có đính những viên ngọc nhỏ. Phía bên trong là lớp da, nhưng phía bên ngoài được bao phủ là những cái lớp vải giúp cho đính được những viên đá chắc chắn nhất. Một mẫu giày đỏ đô, mẫu giày đỏ đô truyền thống được đính đinh và các quai, mẫu hai quai. Mẫu đỏ đô này chân các bạn mà tông ra màu sáng thì lên chân nổi lắm mà xinh. Hai mẫu màu be và màu xanh này là mẫu gì? Búp bê các bạn ạ. Này, mẫu màu đen xanh than thôi. Mẫu màu xanh than này cũng là một mẫu giày búp bê. Màu xanh nước biển này mình thấy khá là xinh. Cả màu hồng nữa. Một số bạn trẻ, những bạn học sinh, sinh viên, các bạn có thể lựa chọn những cái mẫu như này. Nhìn kiểu dáng đơn giản nhưng mà lại rất là đẹp và xinh. Nó toát lên một sự trẻ trung, năng động cho bản thân. Một đôi màu be được đính những viên ngọc nhìn rất là đặc biệt, viên ngọc sáng. Video của mình đến đây là hết rồi. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể gửi thông tin cho mình theo đường link phía dưới, hoặc là gửi ảnh cho mình những đôi giày mà các bạn yêu thích nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.